Vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Thái Lan và Việt Nam. Hai quốc gia có hai đội bóng thi đấu trong buổi chiều ngày hôm nay. Ở trong trận đấu ngày hôm nay, cao thủ Thái Lan thi đấu trong trang phục màu xanh. Và như vậy họ được xếp là đội chủ nhà ở trận đấu này và sẽ thi đấu và bảo vệ phần sân bên phía tay trái. Cao thủ Việt Nam thi đấu trong trang phục màu đỏ, bảo vệ phần sân bên phía tay phải. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay gồm có trọng tài 1 Ibrahim người Iran, trọng tài 2 Yakut Sedeib người Bahrain, trọng tài 3 Al Hosseini người các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đi bóng được, Châu Đoàn Phát, Kaka không vào, pha đẩy bóng hụt của Minh Chí. Châu Đoàn Phát ở tình huống vừa rồi đã nhìn thấy một khe hở để có thể thoát đi. Tada. Như vậy là ông Chicago đã phải đưa Chris Sada, đội trưởng, một cầu thủ có rất nhiều kinh nghiệm và là một trong những người được coi như là thế hệ Mohican cuối cùng của đội tuyển Thái Lan. Ở giải lần này thì ông Chicago đã không đưa vào đội hình những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm mà thay vào đó là một lớp cầu thủ trẻ, cầu thủ mới. Ronachai rất nguy hiểm. Một pha ghi bàn có thể nói là rất bất ngờ. Cú dứt điểm nhanh của Ronachai bằng đầu mũi chân. Cầu thủ đó làm tình huống mà Nhan Gia Hưng đã để lộ khoảng trống để cho Osman Musa có thể thực hiện một cú xoay người dứt điểm ngay. Một pha dứt điểm bằng đầu mũi chân của Osman Musa. Đó là pha bóng mà Nhan Gia Hưng đã không áp sát kịp thời. Đường chuyền rất may là Pirapat không truyền bóng cho đồng đội của mình là Chris Sada đang di chuyển ở bên trái. Thiếu chút nữa tỷ số đã là 2-0 cho các cầu thủ Thái Lan. Có thể nói là bàn thua vừa rồi đã tác động tâm lý khá nặng đối với các thành viên của tổ 2 bên phía đội Việt Nam. Nếu như tổ 1 của đội Việt Nam có thể được coi là tổ đấu của kinh nghiệm. Châu Đoàn Phát mất bóng rất nguy hiểm. Và áp sát rất nhanh của hai cầu thủ bên phía Thái Lan. Đó là Ronachai cùng với Aran Sanialak. Thái Lan. Pirapat vào lúc này đã chuyển sang tổ đấu thứ hai. Và đi bóng của Pivat, đường chuyền ngang. Pirapat. Tỷ số được nâng lên thành 2-0 rồi. Pha dứt điểm bằng chân trái rất gọn của Pirapat. Cầu thủ mang áo số 16 Pirapat Kewilai ghi bàn cho đội Thái Lan. Chúng ta cùng xem lại tình huống dẫn tới bàn thắng của các cầu thủ Thái Lan. Pha dứt điểm bằng chân trái của Pirapat đình chỉ bật cao tại chỗ. Đức Hòa Thịnh Phát chân trái. Cú sút của Thịnh Phát hay bao nhiêu thì cú đổ người và cứu thua của Katavot tuyệt vời bấy nhiêu. Phản xạ quá nhanh nhạy của Katavot. Đây là pha bóng mà các đồng đội Đức Hòa đã đẩy bóng, đưa bóng đi vào đúng vị trí chân thuận của Thịnh Phát để cầu thủ này thực hiện cú bắt volley chân trái. Tuyến này vừa có một tình huống đánh đầu phá bóng của cầu thủ Việt Nam nhưng nó gần giống như là một pha mớm bọc cho Saravut. Rất may là bóng đã chạm vào đùi của Châu Đoàn Phát. Thái Huy
vị trí vẫn còn hơi cách xa so với cự ly mà Thái Huy rất yêu thích để thực hiện một cú cắt vào trong trung lộ và sau đó dứt điểm bằng chân trái. Châu Đoàn Phát. Châu Đoàn Phát. Không vào. Quá đáng tiếc cho Châu Đoàn Phát. Thần tài của đội tuyển Việt Nam mà ở tình huống vừa rồi lại bị thần may mắn lắc đầu. Cú sút của Châu Đoàn Phát đã đánh bại được Katavut nhưng lại tìm đến đúng cột rào khung thành và đẩy ra. Lỗi tiểu xảo của Pierpat. Một tình huống mà Pierpat đã có động tác vung tay và tác động vật lý vào mặt của Châu Đoàn Phát. Chúng ta cùng xem lại. Hai tình huống băng vào của Pierpat. Ba đánh một. Dứt điểm. Quá tiếc cho Từ Minh Quang ở tình huống vừa rồi. Nó phải là một cú sút ở tầm thấp. Phải là một cú sút ở tầm thấp. Hoặc nếu không thì chuyền bóng cho Văn Hiếu. 3-1. Quá vội vàng trong pha xử lý vừa rồi của Từ Minh Quang. Đó là một tình huống 3-1. Từ nằm sân câu giờ, từ giả vờ chấn thương cho đến ngơ ngác không hiểu điều gì đang xảy ra. Dũng. Dứt điểm không vào. Ngày hôm nay đúng là một ngày không may mắn đối với cao thủ Việt Nam. Dứt điểm đánh bại thủ môn thì bóng lại tìm đến cột dọc. Đánh bại được cột dọc thì lại bóng tìm đến mặt của thủ môn. Pha đệm bóng ở cự ly cận thành vừa rồi của anh Duy thì bóng lại đệm trúng vào mặt của thủ thành Katavut. Và Katavut thì bây giờ đang phải cố nén đau để mà tiếp tục thi đấu khi mà các thủ Việt Nam vẫn đang cầm bóng ở trên sân. Chúng ta cùng xem lại pha gẩy bóng đường chuyền. Không phải là vào mặt. Và ta vút cho ra hiệu rằng là anh đã bị choáng. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa. Đúng là bóng đã đập vào mặt của Katavut. Một phút. Mạnh Dũng đã không thể có cái gẩy đầu mũi dày chân trái của Minh Chí sau đường mớm bóng vừa rồi của Mạnh Dũng. Đang cầm bóng và kiểm soát bóng rất tốt. Thái Huy.